Đó. Vượt cao khẳng giả. Coi nha, chụp nha. Dạ, em quay. Em quay. Hai anh chị. Hôm nay rất vui được thăm nhà chủ anh Thị Thu. Hai người trẻ đẹp trai lên ăn đâu? Hai đứa mới đứng mà tao chìm cha rồi. Cha anh đẹp đi còn thua cầu chi nữa trời ơi. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Huyền đi sân Bắc Lý nè. Đi họp Đông Hương nè. Họp Đông Hương ở San Jose. Đây hai người bạn Đông Hương, hai người bạn Đông Hương cùng đồng hành với Huyền nha. Hôm nay một chuyên bay dựng đây nhưng quay ngay cảnh họp mặt Đông Hương. Nếu như mà ai ở xa, ai nếu như mà ai ở trong và ngoài nước mà ở Đông Hương thì nha, nhớ tham gia và theo dõi qua clip của Huyền ha, để gặp gỡ bạn bè nha. Đây, đây sân bay đây. Huyền đang ở sân bay đây nè. Đây là quay. Hai chị em đang còn ngồi, sân bay này. Đây. Để đi hội đồng hướng xì à. Họ rồi chờ để lên máy bay này. Đây, tới sân bay rồi nha. Đây người bạn đồng hành. Hai vợ chồng. Hiện đang tới sân bay rồi đó. Sân bay San Jose. Giờ đang còn chờ một người Đông Hương tới đó. Xuống về San Jose thì đây sân bay đây. Đây là ngày đầu tiên đi về San Diego, San Jose. San Jose để gặp Đông Hương, họp Đông Hương. Ngày mai mình sẽ quay cả clip để những người mà Đông Hương ở xa mà nếu không tham dự được thì thông qua cả clip của Huyền để gặp gỡ bạn bè nha. Rồi gặp người Đông Hương, có anh Đông Hương tại đó. Dạ. Bây giờ bữa đi chỗ ăn chỗ xuyên tông nhiều con. Mà đi vừa ăn bữa đi cá đâu con nhiều chứ hả? Con cá, cá chứ con không. Đi trong hoa đâu được con nhiều chứ. Dạ. Dạ cà phê ngắm hoa được anh ha. Dạ. Gặp xuống sân hay xuyên đi gặp anh Đồng Hương. Anh Đồng Hương tại động. Dạ. Hội tụ đầu nó cộng á. Dạ. Chờ sao nó cuốn hoài nó tới đó. Dạ. Mấy bạn đầu cũng tới sớm đi có 45 phút thôi anh ạ. Hả? Mà ngưng đừng bất đầu là, bất lấu vì xuống rồi. Không, dạ. Không mà trình rồi lịch trên hàng trình rồi. Dạ, lịch trên là trình rồi. Dạ, trình rồi. Dạ, đúng trình rồi đấy. Mới tại xuống lấu bằng đừng rồi hả? Hẳn dạ. Có còn. Dạ, chưa ai xuống cứ đầu rửa cái đà. Chắc họ đi xuống chờ. Từ từ ra mà. Giá ra được mất 15 20 phút. Dạ. Đây cái phương của nhà chị Đông Hương. À, mình quay cái cảnh cho mọi người xem cái vườn nha. Vườn quá trời đẹp luôn nè. Đây, vườn đây là vườn của nhà chị Đông Hương ở San Jose này. Mình đang còn ở lại nhà chị đây. Nhà đẹp quá trời luôn, cảnh vườn đẹp ghê luôn.
mà ban nay buổi sáng uống được trà thì nhìn thấy mê luôn. Trời ơi, cảnh đẹp ghê luôn. Đây anh Đồng Hương đẹp quá nè. Cảnh đẹp ghê luôn á. Nhà này nhà của chị cũng Đông Hương xìa với mình đây. Giờ bữa nay mình đi xuống, ngày mai là ngày đầu tiên họp mặt. Họp mặt Đông Hương, nhưng mình về đang còn ở lại nhà chị Đông Hương. Chị cho ở lại này. Đấy, mình quay cảnh đẹp lắm. Chiều mà ra ngồi ngắm cái cảnh đây không là mê rồi. Hả? Là chiều mà cứ ra ngồi ngắm cái cảnh đây không còn đủ mê rồi ha. Hả? Trời đẹp vậy trời. Hai người đẹp thấy ở đây thả hồn mà chụp. Con kệ đi, Đồng Hương mà. Phước nữa. Đây chị Thu vô đi. Thu ơi. Phước ấy đi. Thôi, anh chị ngồi bên này cho tình. Để chú đánh cái này đi. Chú đánh kìa. Chị cháu đi lấy chứ. Tại vì vừa tự nhiên. Cháu ơi, cái cảnh nó trong tự nhiên trong hay thôi chứ. Trời ơi, đó. Hai người trong ngồi bên đi. Chú xịt bố. Đó, trời ơi, tình với lặng lẽ đó. Phước chào khán giả. Rồi nha, chụp nha. Đó. Dạ, em quay. Em quay. Hai anh chị. Hôm nay rất vui được đến thăm nhà chủ anh Thiện Thu. Hoa lạ rất là nhiều, rất đẹp. Sao có việc cũng chưa nào. Cảnh đẹp quá trời luôn á. Hồi tê. Nè, không. Bây giờ chơi chụp đi nè. Ai cũng thích cái chụp đi ngồi chụp đi. Bây giờ trắng dím lắm. Đi ra đi. Ngồi chụp đi là cửa. Ba bữa là tặng chụp có nắm á, chụp 2% luôn. Dạ. Yeah. Không? Hả? Cởi chứ chạy chứ thì đi. Cái mày vừa thử đứa con mày, cái anh mày vừa bé quá. Ngồi đó. Ngồi chỗ đi là đứa con rồi. Cái đi bữa đi vừa bé không xong rồi bữa đi. Bị trễ chưa? Ờ. Như vậy mày tự nhiên này. Vừa quay vừa là chuyện này tự nhiên này. Đây. Nhà thương ở trong nhà thương thôi. Bốn chị em mà. Chụp một cái hình làm thumbnail. Làm thumbnail thôi. Đây, chị này là chị chủ nhà này. Có hai anh chị này là đi về Hương, đi mẹ bay mới xuống về Hương này. Làm thumbnail thôi. Coi như là mẹ chị em ở lại nhà chị này, đây là chủ Vương Hoa. Rất là vui. Vương Hoa dụm mà. Để khi mà có dịp đến chơi. Dạ, à, đúng à, đúng à, đúng chơi vừa đến thăm vườn hoa. Họ này cũng đẹp vậy, nửa cái cận. Dạ, chụp mấy cái đứng dạng mà mình cũng đẹp. Đúng rồi. Chứ không phải chứ. Ngày mai hình như là ngày mai là họp mặt rồi. Họp mặt chị nha chú Lắng. Rồi ngày mai 15 cái clip cho đưa lên được nhưng mà muộn quá nha chú Lắng liền không? Có chú Lắng. Sao còn được cái sân khấu đẹp là quá. Ú chào. Người ta vô người ta thích kính luôn. Dạ, không, cái sân khấu đẹp không đó ha. Tưởng tượng được là mấy cái ống lửa. Trời ơi. Cùng nó tới để chiêu quay. Chiêu quay hiền. Giờ nắng thì nè. Nắng lên sáng rồi. Qua bên vườn hoa này này. Rồi chứ. Đi trời quay lên. Nắng là chàng quay lên mình khổ chứ mà nắng là đẹp. Quay rồi. Chị chủ nhà nhiệt tình, chị chủ nhà nhiệt tình. Nhà rất là nhiệt tình, vui vẻ lắm. Bận lắm. Ngay trong đi. Rồi đi. Tự biết tập bộ, tập đôi chứ sao. Không biết, không biết, không biết, không biết. Bữa nay xuống đấy rồi nặng 80 đô hả chị hả? Cũng 80 đô hơn tầm 7 tầm 5 gì hả? Nhưng mà mua thì lên cái
Ô chà, đằng sau này nè, đẹp nè. Sao nó trong lá ngoài. Nó nha chị có thấy trong trong dữ. Nó không phải chị ăn cũng có chị vô. Không giờ thế. Ăn trong chị tưới. Ăn trong chị vô vô. Trong xong mà chị lá vô chị. À, đi vô ha. Ăn trong xong chị hư thì đem vô thôi. Thì đem vô để thôi nhưng tội. Đẹp quá. Tại vì anh đồng chị sắp xếp. Nhưng mà vui giận với cửa đi có nhà hóa đi có cái ổ chín làm tổ thắm ổ chín cái thân long là có cái nhánh thấp có dễ dễ bị đung mắt lắm á. Cái vườn hoa quả tươi đẹp này ngồi ui xa ngồi đây mà ngậm hoa chắc là khỏi ăn cơm còn no chị ơi. Tới đang ngắm vườn hoa của chú anh Thanh Thu này. Chào cả nhà mình nha. Đang ra chụp ảnh đâu đấy, mai chưa đang chụp ảnh. Hoa nhiêu là mấy chị hoa ơi, tháo hồn mà chụp ba người. Đi mà chụp. Đi 17 bằng nhánh nữa, đi có 45 phút là tới rồi á. Chủ nhà ông chủ nhà. Chủ nhà cũng lên bên xe không? Ngồi đằng hương không? Bà bên xe. Bà bên xe cả. Ba mươi mấy năm. Dạ, chủ sửa xe. Đây là khung cảnh cảnh nhà sân cầu xe. Đẹp. Nhìn ngoài chứ đẹp không? Nhà con thấy cái nhà cầu cầu là con thấy nhìn nhà cầu kìa kinh ngạc. Dạ để em quay cái nhà của cầu thì đây này. Đẹp, đứng đây. Dạ. Đứng đứng đi nè, hai chị em mình đứng đứng đi lại cái cạnh toàn cạnh đây này. Ngồi lên cái này. À. Ngồi cái chỗ đây đẹp này. Dạ. Ngồi đây đi, ngồi tới đây kia cả. Dạ. Nha rồi nha, nha rồi. Cầu chủ nha. Hôm nay cảnh đẹp lắm. Hôm nay cảnh đẹp mà nặng quá trời nặng luôn, nặng hơn Bắc Cali à Nam Cali. Đây là Bắc Cali, con Huyên trên Huyên ở là Nam Cali. Nhà của căn nhà của người cầu mà người đồng hương với Huyên. Cùng ở ngôi xìa với Huyên không? Đấy này, cảnh đẹp lắm. Đây là Huyền, ngày này là ngày đầu tiên họp mặt của Đồng Hương, nhưng mà họp mặt được khoảng 100 người thôi. Còn ngày mai là phải 300 người tại nhà hàng. Thì bây giờ Huyền tới nhà Đồng Hương, Huyền thăm quan cái cảnh nhà Đồng Hương á. Những ngọc xìa. Gặp hai là ba con này, anh em chủ thì trong gia đình gặp nhau rất là đông vui. Chớp một cái kỷ niệm. Chớp một cái kỷ niệm. Anh chủ nhà. Đây Đồng Hương hay toàn Đồng Hương không ạ? Bà con ruột thịt hết à? Anh em ruột thịt hết à? Chủ cháu. Em mời cả nhà. Mời cả nhà nha, mời cả nhà mình dùng cơm. Dạ em
Chúc an vô cùng. Gặp người đóng hương. Con thả anh mới sang. Hồi xưa mê lắm đúng nhỉ. Quý vị trung thương, hôm nay là ngày 1 tháng 7, ngày tiếng hồi ngộ của đồng Phước Chìa. Chúng tôi rất vui mừng là bà con đã bỏ công sức đường xã xa xôi để về tham dự cái hồi ngộ đồng Phước Chìa được tổ chức 2 ngày. Ngày đầu tiên tại thành phố Phi Vân, một thành phố rất dễ thương của Cali, và anh chị Hồ Đăng Lăng và chị Phát Thị Nguyệt đã cho chúng tôi sử dụng tư gia để tổ chức và mời đón quý vị về hôm nay. Lời đầu tiên là chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe để có nhiều lần hồi ngộ với đồng Hương Xìa. Lời đầu tiên đã qua và bây giờ tiếp tục là xin mời quý vị lắng nghe những cái tâm tình, những cái đóng góp của bà con đồng Hương Xìa mang đến những thức ăn quê hương mà sau cái buổi họp và bầu tròn tân bắc chấp mệnh mới của những cô dâu Xìa, có nhiều người không phải là dâu Xìa nữa mà người Xìa chính thức đã làm những cái món ăn để mời quý vị. Và bây giờ là cái mục mà Hóa Chín đọc những cái món ăn mà bà con đồng Hương Chìa đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Giờ bắt đầu là gia đình Ngô Hóa với Hà Phùng là mang đến heo quay và bánh hỏi. Gia đình Minh Thúy khách gọi mì tôm thịt, xong cháo chay, Hồ Nghĩa khay bánh cuốn tôm thịt, Hoàng Thị Nga khay cá xeo mân nướng và bánh mì, khay bánh lọc gói, Hồ Đăng Quỳnh khay bánh lọc bột trần, Diệu Hương khay chả giò, khay mì chay, Thành Truyền khay chả giò, anh Đình Bịch Thị Thành khay hến xào xúc bánh tráng, Tình Tâm khay gà bóp, Tình Thùy khay xôi, Phương Vinh pasta của Ý, Phạm Thị An trái cây, Quỳnh Hoa khay cơm, Nhà Chủ Thần khay bánh ít ram, Hành Chủ Thần khay xôi đậu đen, Thiểm Thủy Tiên khay khoai mì nướng, Phan Gia Phong 20 ổ bánh mì, Chị Đỉnh Miên khay bánh cam, Chị Hồ Thị Tơ bỏ công ra để nấu một nồi bún chay để mà có dư đồng Hương Xìa dùng. Hồ Đăng Dùng đã ủng hộ bia, nước và nước ngọt, và
gái của anh Lăng Hồ Minh Châu lo vấn đề khăn gì trẻ xin lỗi là có chị Phúc ở trong hội bên riêng, nhưng mà thân hữu của Đồng Hương Xìa là có đem bánh là gai với là xôi, nếu còn ai sót nữa thì chúng được hóa bổ sung. Có tôi Lê Thần một nồi chả bục tơ. Kính thưa bà con Đồng Hương Xìa, hôm nay là buổi tiệc hội ngộ của kỳ năm lấy chủ đề là giữ tròn tình quê. Trước tiên chúng tôi là người cựu trong ban điều hành, xin thay mặt tất cả ban điều hành tân và mới cũng như ban tổ chức xin đăng hoan trân quý chào mừng bà con Đồng Hương Xìa tiệc diễn hôm nay. Kính thưa bà con, đầu tiên tất cả anh em chúng ta, chị em chúng ta, các em được cháu xin kính mừng và kính chân thành cảm ơn gia đình anh Hồ Đăng Lăng và chị Phan Thị Nguyệt đã dành cho chúng ta một không gian đẹp đẽ hàng vào tay. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng xin thay mặt bà con Đồng Hương Xìa xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã có một tổ chức rất kỳ lưỡng, bền vững và rất là hy hiểm cho Đồng Hương Xìa bằng cái rạp mát mẻ và tổ chức rất là khang trang. Xin bà con một tràng pháo tay cho ban tổ chức. Bây giờ chúng ta vào vấn đề liền. Cái thứ nhất là bây giờ chúng tôi xin hân hoan trình bày là cựu ban tổ chức sẽ nói rõ là xin mời em Nguyễn Quốc là cựu trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Quốc là trưởng ban điều hành và anh Lê Thành là chánh thủ quỹ của ban điều hành, xin mời lên sân khấu. Hai người trẻ đẹp trai, Lê Thành đâu? Lê đứng lên đi. Anh cha đẹp trai. Hai đứa mới đứng mà tao kiềm cha rồi. Trẻ đẹp đi mà thua cầu chi nữa trời ơi. Dạ, bây giờ em là cựu trưởng ban điều hành hơn 7 năm trời. Dư ngọn lửa tình thương, tình cảm không sức mẻ của Hội đồng Hương Xìa luôn luôn dùng tinh thần đoàn kết, không chia rẽ người này người nọ, không chia nhóm này nhóm nọ. Điểm thứ hai nữa, cầu muốn Lê Thành báo cáo với bà con Đồng Hương Xìa số tiền còn lại trong quỹ, còn chi phí chỉ đừng một kể hết, chỉ nói là số tiền còn lại là bao nhiêu. Lời đầu tiên là Quốc xin có lời thân ái gửi đến tất cả bà con Đồng Hương Xìa. Trong thời gian qua thì là có sự đóng góp của tất cả bà con cũng như tất cả ban chấp hành đã làm những cái điều mà chẳng thì cũng là chẳng rất là đơn giản nhưng mà nó cần thiết, chẳng hạn như làm cái mùa xuống hỗ trợ nạn nhân bạo lực ở quê mình, rồi tham gia hôn tang lễ tế của đồng hương quả vàng. Thì cái vấn đề nó rất đơn giản là Quốc đã làm được hai nhiệm kỳ. Cái nhiệm kỳ thứ ba là nó bị Covid, rồi cái nhiệm kỳ này nó bị dịch nhiễm Covid nữa, nên thực ra là tổng cộng 7 năm nhưng mà chính thức là 4 năm. Thì trong 7 năm qua thì cũng có việc gì nhiều để mà làm, thì ra là cũng có gì để mà nói cho nhiều, nhưng mà chỉ nói một điều là rất là cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, của tất cả đồng hương từng đóng góp rất là nhiều, đóng góp rất là rộng rãi cho cái mùa xuân để giúp bà con quê nhà cũng như là những lần bão lụt bên quê nhà. Thì vấn đề tiền bạc thì bây giờ là chủ thành là chủ là thủ quỹ, chủ sẽ trình bày lại tất cả số tiền còn lại của quỹ. Quỹ đồng hương Xìa là 12.572 đồng. Cảm ơn hai cháu, bây giờ hai cháu xuống để cho cầu nối lên chúng. Xin cảm ơn Nguyễn Quốc, phòng trang Nguyễn Quốc điện thoại của chúng tôi và một số anh em trong ban của mình. Cậu ơi, con việc nhiều quá, con việc nhiều quá. Kỳ này cầu xin bà con đồng hương cho con lui một thời gian để khi nào con giận rồi, với một người nào con như vậy hiện nay
quyết quốc nước khối bài công trình đều là một tài sản thầy không cho gì giữ được. Nguyễn Quốc là các sứ của tôi, nhiều khi có cùng đi ăn về ngồi ăn của tôi mà không thể bảo tôi nó sao. Bây giờ bà cũng đi bằng quay phim đó mình chạy qua bên hai người đó. Phan Tô đâu? Phan Tô đưa tay lên đi. Chọn chung kêu tôi nha, kêu tôi bay qua đi thì bạn nghe bây giờ ông nó có ăn quyền em mình cái tâm điều hành của ông đó đồng bào đồng thủy không bây giờ đất trai vậy mà ông dân dân thôi. 30 giây rồi. Như vậy là bây giờ anh được lời ý, anh nói cho hội đồng anh nghe. Là bà con đã tín nhiệm em rồi. Bây giờ đưa lên một người nữa, người nó cũng dài gì mà nhận, cũng dài gì. Đưa lên trên nào mà chẳng không không. Là vì em nổi quá, chứ bố sao sáng dài chi mà đứng đúc sao em. Thôi bây giờ em chịu khỏi nhận. Bà con đã quá ủng hộ cho em rồi. Bà con đông một trăm phần. Bây giờ người có chúng ta có ba phó ban điều hành. Cái thứ nhất cái phó ban điều hành gần gũi nhất hội đồng anh, người trong gia tộc anh. Hội đồng anh có bằng gì thì anh này sẽ điều khiển các cuộc họp, đó là anh Lê Hữu Thọ. Người thứ hai là anh phó ban điều hành nội vụ kiêm thư ký là anh Hà Thuần. Người thứ ba thì riêng trong ban tổ chức hội ngồi năm nay á, và đồng thời có tham khảo ý kiến rất nhiều người từ tên sạc, từ Trang Cây Ly, từ Bắc Cây Ly là đều tín nhiệm thủ quỹ cũ là Lê Thành. Xin người khác chẳng nghe là vì cái sự kính trọng của những người lớn tuổi chắc Lê Thành không thể từ chối được. Xin cho ý kiến của Lê Thành để anh đây còn tay sau. Dạ con cùng xin phép bà con là con đã làm được 7 năm nay rồi. Mà công việc này rất là nhờ nha, không có chứ cả. Mà không ai nhận thì bây giờ muốn con làm thì con làm tiếp. Chị con về thôi. Nếu mà còn trong thời gian qua thì là còn chị sai sót là gì đó thì bà con cứ cho con biết để con chỉnh sửa lại. Chị con về lại thì là con sẽ là không lúc nào cũng rõ ràng cả. Con là dự định qua đây mà mục đích qua đây là thăm bà con nhà từ cái thủ quỹ tại vì lâu quá rồi mà không ai nhận cả dễ nhau quá mà mấy chủ nhân cả mà con thì làm ra thì thôi cùng con cùng tạm nhận tiếp. Con chỉ cảm ơn bà con là tín nhiệm con. Cảm ơn đi. Là ngày thứ hai học mặt đồng hương, em qua là dự tại nhà. Bên đây thì đại tại nhà hàng, ai mở xa gần nếu ở xa không dự được thì có cần được của Hiên để gặp được bạn bè nha.